Minh Khoa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức địa phương của chúng tôi trong ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và ngay sau đây mời quý vị cùng với Minh Khoa đến với những bản tin được cập nhật trong ngày. Và như thường lệ là phần tin đến từ thành phố Atlanta. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenly Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệp yến com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Mở đầu phần tin đến từ thành phố Atlanta của chúng tôi cho biết rằng tổng thư ký của tư bàm Georgia bị Nga cấm nhập cảnh. Theo thông tin chi tiết cho biết rằng tổng thư ký của tư bàm Georgia vừa có lời đáp trả đầy mỉa mai sau khi bị Nga cấm vào quốc gia này. Theo đó, trong cuối tuần qua, ông Brad Raffensperger, đã nhanh chóng đưa ra thông báo với nội dung ghi rằng Cảm ơn vì đã nghĩ đến tôi. Sau khi biết được, ông nằm trong số 500 người dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Nga vì cáo buộc truyền bá chứng sợ nước Nga hoặc là có liên quan tới vấn đề hỗ trợ Ukraine và các tội danh khác. Danh sách này cũng bao gồm dân biểu Hoa Kỳ Mike Collins, một đảng viên Cộng hòa đại diện cho một quần ở phía đông của tiểu bang Georgia. Ông Raffensperger cho hay rằng mặc dù trước đây tôi chưa biết về các hoạt động chống Nga của mình, nhưng tôi chấp nhận phán quyết của Nga. Một quốc gia cam kết bảo vệ sự thật công lý và pháp quyền. Tôi biết lập trường mạnh mẽ chống lại tội ác chiến tranh của tôi sẽ xúc phạm đến sự nhạy cảm của Tổng thống Putin. Một số cư dân của tư bang Georgia khác cũng nằm trong danh sách cấm nhập cảnh, bao gồm dân biểu Hoa Kỳ Rich Mark Cormick, Keisha Lance Bottoms, cựu thị trưởng của thành phố Atlanta và cũng là cựu cố vấn của tổng thống Joe Biden. Những chính trị gia này tham gia một danh sách dài các nhân vật nổi tiếng của Hoa Kỳ mà Bộ Ngoại giao trong cuối tuần qua đã cấm nhập cảnh vào Nga. Trong đó có cả cựu tổng thống Barack Obama. Bên cạnh đó còn có diễn viên hài Stephen Colbert và hàng chục thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ. Ngoài ra là một số thượng nghị sĩ và cựu đại sứ của Nga đó chính là John Taft và John Hussmann. mặc dù danh sách không nêu rõ từng người này đã làm gì thế nhưng bộ ngoại giao nga cho biết rằng danh sách này bao gồm những người trực tiếp tham gia vào cuộc đàn áp những người bất đồng chính kiến sau cơn bão tại điện Capitol. Theo đó vào ngày 6 tháng giêng của năm 2021 những người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump đã tấn công điện Capitol tại thủ đô hoa thịnh đốn sau nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Và vài ngày trước đó, cựu tổng thống Donald Trump cũng đã yêu cầu ông Raffensperger tìm phiếu ở Georgia. Một yêu cầu đã bị từ chối và được xem là tâm điểm của cuộc điều tra hình sự tại Fulton. Sang qua bản tin tiếp nối của chúng tôi, cho biết rằng mẹ bỏ rơi con mới sinh và người này bị từ chối cho bảo lãnh. Theo thông tin, cho biết rằng một người phụ nữ bị buộc tội bỏ đứa con mới sinh của mình vào túi nhựa và đặt trong rừng gần 4 năm trước đã bị từ chối bảo lãnh sau khi các công tố viên lập luận rằng người này có thể đe dọa các nhân chứng tiềm năng. Theo đó, Karima Jiwani, 40 tuổi, đã ra hồ tòa lần đầu tiên vào sáng thứ Bảy của tuần trước sau khi bị bắt trong tuần qua. Nhà chức trách cho biết rằng bé gái bị bỏ rơi được đặc biệt danh là Baby India, được tìm thấy là còn sống trong tình trạng ổn định tại một khu vực nhiều cây cối tại quận Forsyth vào tối ngày 6 tháng 6 của năm 2019. Một gia đình tại địa phương cho hay rằng vào thời điểm đó họ nghe thấy tiếng khóc và đã gọi điện thoại 911. Và sau khi tìm thấy đứa trẻ sơ sinh nằm trong một chiếc túi nhựa bị bịt kín, thế là người mẹ của em bé này chính là bà Chiwana đã phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm âm mưu phạm tội giết người, đối xử tàn ác với trẻ em ở mức độ 1, tấn công nghiêm trọng và hành vi cố tình bỏ rơi. Các công tố viên cho biết rằng người này phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm nếu bà bị kết tội. Công tố viên Penny Pan Penn đã nói với thẩm phán rằng họ có bằng chứng DNA chứng minh Giovanni là mẹ ruột của đứa trẻ cũng như là bằng chứng chứng thực bao gồm cả lời khai phỏng vấn của chính bị cáo trong vụ án này. Công tố viên Pan cho biết rằng bằng chứng cho thấy đứa bé này đã bị vứt bên đường khoảng 12 cho tới 30 giờ đồng hồ sau khi em bé chào đời và không có dấu hiệu nào cho thấy đứa trẻ này được bỏ lại để bất kỳ ai tìm thấy Ông cho hay theo lời khai của chính bị cáo trong cuộc phỏng vấn thì đây là một đứa trẻ mà bà cố tình giết chết và đó chắc chắn là ý định của bà này. Ông yêu cầu phải giam giữ bà Giovanni mà không cho bảo lãnh và nói rằng chồng và con của bị cáo là những nhân chứng tiềm năng trong vụ án mà vì công tố viên này lo ngại về nguy cơ đe dọa nếu như người phụ nữ này có thể trở về nhà. Còn luật sư bào chữa cho bà Giovanni thì cho biết rằng là một người nội trợ với ba đứa con nhỏ và lưu ý bà không có hồ sơ phạm tội. Ngoài ra bà còn bị chứng trầm cảm và rối loạn tâm thần sau sinh. Thẩm phán Martin Chambliss cho biết rằng bà đang lo ngại về nguy cơ mà Giovanni bỏ trốn và có thể đe dọa các nhân chứng nên đã từ chối cho bảo lãnh. Một phiên tòa tiếp theo đã được lên lịch vào ngày 13 tây tháng 6. Tiếp đến bản tin của chúng tôi cho biết rằng Winnet Cody chọn chương trình giảng dạy sức khỏe. Hội đồng học khu Winnet County vào những ngày cuối tuần qua đã bỏ phiếu để mua một chương trình giảng dạy sức khỏe mới, nhưng không có phần giáo dục giới tính của chương trình này. Theo đó, chương trình này có tên là Health Smart, sẽ tiêu tốn số tiền khoảng 8,5 triệu Mỹ kim và đã thu hút sự chú ý đáng kể trong vài tháng qua từ quý phụ huynh, thành viên cộng đồng và thậm chí là cả giám đốc học khu tiểu bang Richard Goods, nhưng gần như tất cả đều là nhận xét tiêu cực và khuyên là không nên sử dụng Health Smart. Tuy nhiên, những lời chỉ trích tập trung vào phần giáo dục giới tính khiến hội đồng học khu cảm thấy thoải mái khi làm theo khuyến nghị của thành phố. Ban cố vấn đã xem xét nhiều lựa chọn và cuối cùng đồng ý chọn Health Smart. Những người phản đối cho biết nội dung của chương trình này không thúc đẩy việc kiêng khem đúng cách. Họ kêu gọi tiếp tục sử dụng chương trình Choosing the Best đã áp dụng hơn 20 năm qua. Và vào tháng tư vừa qua, đa số thành viên của hội đồng học khu bày tỏ sự ủng hộ đối với việc lựa chọn chương trình giảng dạy về sức khỏe và tiến hành một quy trình riêng biệt để lựa chọn phần giáo dục giới tính, nhưng quy định đó không đi kèm theo mốc thời gian. Quy định tuần trước có nghĩa là sẽ có sự phân chia trong chương trình giáo dục giới tính và sức khỏe của học khu, mặc dù kế hoạch ban đầu là sử dụng một nhà cung cấp cho cả hai bên. Health Smart sẽ được sử dụng cho chương trình giảng dạy về sức khỏe trong khi Choosing the Best thì sẽ vẫn là chương trình giáo dục giới tính ít nhất là ở thời điểm hiện nay. Tiếp đến bản tin về gia đình Thompson công bố kết quả khám nghiệm tử thi. Trong ngày đầu tuần thứ Hai 22 tây tháng 5, thì gia đình của nạn nhân Thompson chuẩn bị công bố kết quả khám nghiệm tử thi của thân nhân họ. Đó chính là LaShawn Thompson, 35 tuổi, qua đời trong phòng giam đầy rệp tại nhà tù quận Fulton, đồng thời tiếp tục yêu cầu công lý cho nạn nhân. Sau đó, nạn nhân qua đời vào tháng 9, 3 tháng sau khi người này được đưa vào nhà tù ở quận Fulton, thành phố Atlanta. Thi hài của anh được tìm thấy trong phòng giam ở tầng trên lầu dành cho bệnh nhân tâm thần phủ đầy rệp và côn trùng. Sau khi anh không thể hoàn trả tiền bảo lãnh 2.500 Mỹ Kim vì phạm tội nhẹ. Những hình ảnh về phòng giam, khuôn mặt và cơ thể đầy côn trùng của nạn nhân LaShawn do ông Michael Harper, Luật sư tại địa phương công bố trên trang truyền thông xã hội vào tháng 4 vừa qua khiến cho công chúng vô cùng phẫn nộ. Bản giám định pháp y ghi rằng nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân không được xác định, nhưng sự cắn xé của loài rệp là đều nghiêm trọng nhất. Hồ sơ tại nhà tù cũng ghi nhận rằng nhân viên trại giam và nhân viên y tế nhận thấy sức khỏe của Lorso ngay càng tệ hại, nhưng lại không giúp đỡ anh, khiến cho anh nhanh chóng qua đời. Và cũng trong ngày đầu tuần 22 tháng 5, thì gia đình Thompson và các nhà lãnh đạo dân quyền tổ chức họp báo tại tòa nhà quốc hội tiểu bang Georgia để thảo luận về những điều mà họ biết được về nhà tù, đồng thời yêu cầu phải có sự thay đổi quan trọng tại địa phương. Luật sư Ben Grumt đại diện cho gia đình của Thompson đã viết trong bản tường trình như sau. Cần phải bảo vệ phẩm giá của những người bị bệnh tâm thần trong cộng đồng. Lashaw xứng đáng được đối xử tốt hơn. Văn phòng luật của ông sẽ đấu tranh để mang lại công lý cho nạn nhân. Và sau khi nạn nhân qua đời, thì cảnh sát trưởng Pat Labatt đã chấp nhận đơn từ chức của ba quan chức điều hành nhà tù tại quận Fulton và đồng thời thừa nhận tình trạng xuống cấp và sớm mòn nhanh chóng của nhà tù này. Hiện tại, nhà cảnh sát đã mở một cuộc điều tra nội bộ về cái chết của nạn nhân Lashard, đồng thời giải quyết vấn đề về vệ sinh cũng như phá hoại của côn trùng tại nhà tù này. Tiếp đoạn bản tin của chúng tôi về chương trình mới cải thiện an toàn tại Buckhead. Các thành viên của cộng đồng Buckhead đã khởi động một chương trình mới từ ngày đầu tuần thứ 2, 22 tháng 5, để thử nghiệm và cải thiện an toàn công cộng cho khu vực lân cận của thành phố Atlanta. Theo liên minh an toàn Buckhead cùng với hội đồng học khu lân cận Buckhead, có sự tham gia của các nhân viên nhà cảnh sát Atlanta cùng có mặt trong sự kiện tổ chức tại trung tâm thương mại West Peachtree. Mặc dù thông tin chi tiết về chương trình chưa được tiết lộ nhưng các quan chức cho biết rằng mục đích chính là để khu phố trở nên an toàn hơn. Nhà cảnh sát tại thành phố Atlanta cũng cho hay rằng sự kiện đặc biệt này được được thông báo ngay sau khi có hai người bị bắn tại Bush trong lúc họ đang cố gắng ngăn chặn vụ đánh nhau vào khoảng 3 giờ sáng của ngày Chủ nhật 21 tháng 5, ngay tại bãi đậu xe của siêu thị Trader Joe's trên đường Peachtree. Street. chính trách vẫn đang truy nã thủ phạm. Hiện nay, bạo lực trở thành xu hướng đáng lo ngại tại Bush sau khi xảy ra vụ nổ súng gần trung tâm thương mại Lenox Square vào tháng 4. Một cái dân có tên là Jim Webpo cho đại truyền hình địa phương biết rằng chính quyền và cả cộng đồng cần chung tay làm điều gì đó để giải quyết tình trạng vô pháp luật đang tồn tại ở đây. Cuộc họp báo bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng với sự tham gia của nữ nghệ sĩ Mary Norwood và cảnh sát trưởng thành phố Atlanta là ông Darren Sherburn.